Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ Nhật, đồ dụng cụ Nhật của em. Anh em mua hàng thì liên hệ số điện thoại của em nè, 0334 830 843. Đó, số điện thoại ở trên cái video. Xem video thì anh em bấm vô chế độ HD để xem cho nó rõ nét chi tiết mấy cái sản phẩm. Này, anh em theo dõi video mới thì bấm vô đăng ký kênh để được cập nhật mấy cái video mới nhất. Rồi, hôm nay là cái video 27, giới thiệu cái món đầu tiên là cây chuốt dây điện, kìm chuốt dây điện và sale của Japan. Đây, lưỡi nó còn rất là đẹp luôn. Cây này thì nó nhiều rồi, trước giờ mình bán cũng nhiều rồi nên nó như vậy là test rất là ok luôn. Này, kích thước nè, răng còn nguyên, lưỡi còn bén nè. Chuốt dây điện có mã là 2701, giá 300.000. Tiếp theo em có hai cái ly inox. Đây, đồ inox này. Ở đây cái cán nó thì nó như là nó bằng đồng. Cái này là thép không gỉ của Nhật. Thanh LED này. Nó để là thanh LED Made in Japan. Này, Nhật sản xuất này nè. Hai cái ly. Cái ly có đường kính là 7 cm, cao 10. Này cao 9. 10 nè. Mình bán hai cái ly này. Đây nó có cái logo. Hai cái ly giá là 200.000. Mã là 2702. Tiếp theo là một cái bình, cái bình như cái xô vậy, như cái xô múc nước vậy nè, cái cam múc nước. Đây, hình dáng nó như vậy. Này là bịch cái quai luôn ha. Cái hãng là Kankuma, thép thanh LED luôn, thép không gỉ của Nhật. Đây, thép này thì nó hết, nhưng mà loại nó là nó không gỉ. Đây, món hàng rất là đẹp luôn. Cũng rất là chắc. Cái ca này có mã là 2703, giá 300.000. Đây là kích thước của nó. Đường kính 13, cao 13. Tiếp theo là một cái vỉ để hấp đồ ăn. Đây, anh em bỏ vô cái nồi như vậy nè, bung nó ra. Nồi bao lớn thì nó bung ra bấy nhiêu. Nè, to nhất là như đây, 23, xài cho nồi 24. Đó, nó có chân đế này nó hỏng lên dưới đáy nồi. Phần này mình mở ra được nè. Rồi để đồ ăn lên hấp. Nhỏ là cũng được nè. Thanh LED luôn nè, Japan. Cái này có mã là 2704, giá 200.000. Tiếp theo là một cái gào múc nước. Mình kêu nó là cái gào đi, nó đây, nó làm cán gỗ nè. Đây là hiệu nè, thép stainless. Nó để cái ml luôn nè, 800, 600, 300,
cho nên đông lường cái nước luôn. Đây là kích thước nó dài 50, đường kính của cái này là 14,5 phân. Nó có mã là 2705, giá 2,5 ngàn. Tiếp theo là một cái gầu mên. Đây là cái gầu mên này. Đây gầu mên này, luôn này. Cái này là hàng Nhật xuất, sản xuất nơi sản xuất China, xuất Nhật cũng nên. Đây là vỏ nhôm, mình nghĩ là vỏ nhôm sơn đây. Nắp nè, đây là một ngăn nè, đây là hai ngăn, ba ngăn, nó có tổng cộng ba ngăn nè. Đây ở trong là thép, thép inox. Đây là thép inox này, đây là cái ngăn, cái ngăn dưới cùng là nó đựng, nó đựng cái gì mà có cái lỗ hông nè, đựng cơm cho không, ngăn này nhỏ chắc đựng thức ăn. Đây là ngăn đựng cơm nè, có cái này dày nè để cách nhiệt, để giữ nhiệt. Ngăn trên cùng nè đựng canh ha, được. Đây có con nè chống đổ nước ra nè. Đây là ha. À, quay sắt nè, cái quay nó còn cái dây luôn, nó chưa bung ra nữa. Một sắt dây. Bung dài ra để mang đi á. Cái gồng mên ha. Gồng mên có mã là 2706, 600 ngàn nha anh em. Đây là kích thước nó nè, 21 cm, đường kính 13. Tiếp theo là về một cây mỏ hàng của Hako Japan. Nó khắc cái chữ trên cái mũi luôn, mũi đồng nè. Xài điện Nhật 100V 30W nha anh em. Hako 30W. Mỏ hàng dây viên luôn. Là test ok luôn anh em. Anh em xài luôn, xài điện 100V nha anh em. Đừng đấm lộn rồi được rồi. Mỏ hàng có mã là 2707, giá 200 ngàn. Mỏ hàng 30W. Tiếp theo là một cái bình giữ lạnh. Đây cái quai nó bung ra cầm. Đây nắp. Bình rất, còn rất là mới. Đây là cái ca để mình rót nước uống ấy. Mở ra nè, rót xuống uống. Nắp nè, này gòn. Đó, gòn. Đây bên trong nè, cũng còn trắng tinh luôn. Dày đó nè, inox 304 của Nhật á. Cái hàng này xuất là Thái Lan, xuất qua Nhật, xài cho thị trường Nhật. Nó dung tích là 1,25 lít của Joguji. Cái thương hiệu này là rất là nổi tiếng, làm bình nước nè, bình nước 1,25 lít. Có mã là 2708, giá 500 ngàn nha anh em. Bình này thì cái ngoại hình nó còn rất là ok luôn, liền là không có bị mốp. Đây, không bị mốp anh em. Ít chày nữa, hình như không chày, chày một cái chỗ nè. Nhưng mà nhìn không thấy đâu. Tem còn nguyên. Kích thước là cao 27 nè. Đường kính nó là 11. Bình nước có mã là 2708, giá 500 ngàn. Tiếp theo là một cái bình nhỏ. Cái bình nước cầm tay bỏ ba lô gì đó. Bình này của nội địa Nhật anh em. Đây, thương hiệu nó nè. Cầm rất là đã, sướng. Nó nhỏ nhỏ.
vừa uống luôn, đây còn mới luôn, đẹp luôn anh em, bình rất đẹp, ngon nè. Cái nút thôi thì nó hơi uống xong để lại, cái nóc 304 của Nhật đó nha, rất là dày luôn này, dày rồi khúc dưới nó dày hơn cái miệng luôn. Mình thì giữ lạnh được, giữ lạnh trong ngày mình đi mình uống được thoải mái. Rồi tiếp theo cái bình cuối cùng, cái bình này to khủng luôn, cái bình này chứa nước nước sôi trong ngày hoặc là nước đá cũng được. Đây mở ra nó có hai cái ca nha anh em, hai ca còn nguyên luôn nè, hai ca uống nước. Đây bình này chất chiên chế nước sôi là ok nè, rất dày luôn, nó rất là dày, mình sờ thử nó rất dày, nó như bình thủy của mình vậy, để đựng nước sôi rất là nặng luôn mà dày nữa. Cái bình này dung tích nó đoán chắc cỡ cỡ lít rưỡi trở lên đây nè, cỡ khoảng lít rưỡi đây nè, bình này nè. Đây có nắp để dọn ra để chứa nước nè, mình dọn hở ra vậy là mình chế được rồi, chế vô ca uống. Đây bình Nissan, Nissan của Nhật Bản luôn, bình này Nissan nha anh em, Nissan là thương hiệu của Nhật đó. Đây là cái đít nó nè, bình này thì nó không có bị mớp gì hết, tương đối là đẹp, không bị mớp. Bình này nó để đứng được nè, nó cái chân này là để nằm này chứ, hoặc là để đứng hoặc để nằm đó, nằm nó cũng không có lăn gì được. Ok, cái bình Nissan có kích thước là 36, đường kính nó là 11, có mã là 2710 với 700.000 anh em. Nissan thương hiệu này làm trong đồ thực phẩm nhiều nè, thực phẩm của Nhật. Ok, nó là bằng đi nóc 304 hết nha nè, 304 của Nhật đó, đi nóc của Nhật. Ok, kết thúc cái video hôm nay nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi và hẹn gặp lại.